Hello, chào mừng quay trở lại với Tokyo Camera. Hôm nay thì chúng ta hãy tiếp tục nói về cách để thực hiện một số cú máy bằng drone hay còn gọi là flycam. Nhưng cái cú máy này thì cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà mình vẫn thấy những người bay chuyên nghiệp họ đôi khi họ vẫn sử dụng những cú máy này và hiệu quả của nó đem lại thì cực kỳ tốt. Vậy nên nếu bạn mới xuống tiền đầu tư một chiếc flycam mà chưa biết quay như thế nào hay là chưa có thể tận dụng được chiếc máy của mình thật là tốt thì video này sẽ giúp bạn. Điều đặc biệt nhất của flycam là nó có thể bay. Chỉ riêng đó thôi đã cho chúng ta một cái điểm nhìn ở trên không rất là độc đáo. Vì vậy nên bạn có thể tận dụng điều này bằng cách bay máy lên cao, lơ lửng tại một chỗ rồi bấm quay một cảnh tĩnh thôi là chúng ta có một cảnh quay đặc biệt hơn rất nhiều so với các hệ camera khác ở dưới đất rồi. Nhưng mà đối với những cái góc tĩnh này thì bạn cần lưu ý là chúng ta sẽ cần phải xác định trước một nhân vật mà sẽ xuất hiện ở trong video đó. Nhân vật này sẽ cần phải di chuyển trong khung hình, hoặc nếu không có nhân vật đi trong khung hình thì cũng phải có cái gì đó chuyển động. Vì một cái góc tĩnh mà trong khung hình lại không có gì chuyển động thì nó sẽ chả khác gì một tấm ảnh cả, sẽ khá là chán mắt. Bạn có thể áp dụng góc tĩnh này để làm cảnh mở đầu hoặc là cảnh cuối cho video, hoặc là một cái cảnh để làm nền điền title vào. Để sáng tạo hơn thì bạn có thể zoom in hoặc là zoom out hậu kỳ cảnh tĩnh này thì trông nó sẽ hay hơn. Nếu mà có cơ hội đi chơi, đi lên rừng xuống biển để chơi thì mình nghĩ rằng là ai cũng sẽ muốn dùng drone hay là flycam để quay lại những cái phong cảnh thật là hoành tráng. Thật ra những cái cảnh như này thì cực kỳ dễ luôn, bởi vì chúng ta chỉ cần điều khiển máy bay đúng theo một đường thẳng. Và mình nghĩ rằng là dù là người mới cầm vào flycam lần đầu thì cũng có thể làm được. Chúng ta chỉ cần căn trước cái khung hình và cái cảnh sẽ quay, sau đó bấm máy xong rồi điều khiển bằng cách đẩy một cần gạt là máy sẽ bay thẳng. Bạn có thể lựa chọn bay tiến tới bằng cách đẩy cần bên phải lên, hoặc là bay thẳng lên bằng cách đẩy cần bên trái lên, hay là bay sang ngang thì sẽ đẩy cần bên phải sang trái hoặc phải. Riêng với cảnh quay bay drone sang ngang thì chúng ta sẽ cần lưu ý xác định điểm cuối của chuyển động drone rồi dừng lại sao cho chủ thể hiện giữa khung hình. Ví dụ khi bay ngang như thế này thì chúng ta sẽ cần xác định đâu là điểm cuối, cần dừng máy để con đường hiện vào giữa khung hình là được. Thực ra đây là một cái cú máy hơi nâng cao một chút, bạn sẽ cần luyện tập thêm để có thể thực hiện nó thành thạo được. Low angle shot là shot quay hay xuất hiện trong các cảnh phim mà có lẽ bạn đã từng thấy một lần. Low angle shot là một cái shot quay mà chúng ta sẽ điều khiển chiếc drone của mình bay nhanh và sát với mặt đất. Cái này thì nó khá là giống với cả FPV drone và sẽ tạo được cho người xem cái cảm giác là họ đang ở có mặt ở đó và họ đang bay ở trên mặt đất với tốc độ cao. Và bạn sẽ cần lựa chọn một cái địa điểm rộng rãi, vắng người để chúng ta luyện tập, để tránh cho cái việc mà chúng ta làm cho người khác bị thương và tránh cho cái việc mà chúng ta sẽ làm cho chiếc drone của mình bị va chạm hỏng hóc. Để thực hiện thì trước hết bạn hãy bật chế độ Sport Mode của drone để tạm thời tắt các cảm biến xung quanh của drone đi và máy sẽ không nhận diện được các vật cản xung quanh. Sau đó hãy điều khiển máy bay thấp xuống gần với mặt đất rồi đẩy cần joystick bên phải lên để máy bay thẳng và chúng ta sẽ có một shot quay như thế này. Sau khi quen với tốc độ, bạn hãy thêm chuyển động bay cao dần lên để cảnh quay của chúng ta thú vị hơn. Ok, vậy vừa rồi là một vài cú máy mà bạn có thể thử ngay với chiếc drone hay là flycam của mình. Nếu thấy video này hữu ích thì hãy bấm like và subscribe cho chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.